Samsung AI TV và loa thanh Q Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Yeah, lady and gentlemen, south side and north side. Thực sự không cần center, nơi nào anh đứng tự dưng nên là spotlight. Fan của anh toàn là KOL, hàng đêm nằm mơ bảo sao đã bạn trai cũng thích. I làm star mà không bị ai công kích. I'm here to stay and repeat. Và em cứ thế bước tiếp, vẫn luôn làm điều ta muốn thôi. Để ta quăng trôi đi bao phiền muộn hay nuối tiếc. Chẳng thể để lãng phí những đêm thật dài ôm ước mơ. Giờ thì họ đã biết tên, đã cành cùng nhớ ngôi sao. Chẳng thể lại vì đang ngồi trên đỉnh cao. Quan tâm làm chi về bề ngoài ta. Đừng phải ngước lên mong một ngày được họ gọi nhắc tên. Giờ thì bao công ca của ta đã cất vang lên khắp mọi nơi. Like a star. Chân lên CD em không đồng xu dân tôi. Oh, để thấy anh trên TV giờ chưa lần nào bước lùi. Là idol này rap, giờ liên đoàn lên tay bắp. Yeah, you know, go now, let's do it. Bao quanh bọn tôi về khắp lối, nhưng không cần bối rối vì có những vì sao. Thanh ta ngờ cao và always be proud. Kể dẹp và kể để gì sao. Cause I'm iconic. Bao nhiêu cúp anh lưu trong đôi phút nhanh hơn cả Sonic. Chân chưa là vô ích, một kẻ on stage phải gọi sức dịch. Và đâu ta sống, đơn giản một ngày cứ cài. Chỉ cần mai check chất bao dầu gió. Ta đã mong sẽ được giác vắng hay được đẹp từ gấm hoa. Chỉ cần cùng muôn loài đứng hát nghèo ngào mãi. Ai dâu kiếm đi, em ở đây đang có ai cần. Nên nghiêm túc vô, vậy thì đâu có khó sai lần. Để có đen một màu hay là một màu sắc khác. Nói đi kiếm đi cho nó một màu như thấy ai cần. Cần thấy ai cần real hay là chưa ai cần phát. Cứ muốn mình được build lên đưa con contact. Mày đi xin nghe máy, oh no I'm sorry. Đã up level up nên không thể sorry. Say đam mê thành một lối đi khác. Melody từ những tim ghi ra. We be iconic like the body. Like a star, like a star, like a star, like a star. Như anh sao sáng nhớ thiên hà. Iconic like the body và fresh. Like a star, like a star, like a star, like a star. Như anh sao sáng nhớ thiên hà. Một trong tay nồng nhiệt cho Liên Quân màu quá. The Icon. Cho tôi hỏi là cái phần mà tô điểm màu sắc lên cơ thể của nhau đó là ý kiến của ai ạ? Vì sao Thủ Lĩnh lại có cái ý tưởng này và nó có cái ý nghĩa gì không trong cái bài này? Dạ vâng ạ, à, ý tưởng của em là để làm cho đối thủ khinh thường tụi em cuối cùng sẽ phải thua trong đau đớn. Wow.
Có nghĩa là chúng ta sẽ biến hóa khôn lường để họ không nhận ra được mình là ai, đúng không? Vâng, chính xác ạ. Người ta từ một màu trắng trơn như các bạn nói, bây giờ người ta là một hộp bút chì màu, thì tôi đang nghĩ rằng là cái đội caramel chạy bên kia, không biết các bạn đã sẵn sàng cho phần thi của mình chưa ạ? Ok. Và bây giờ thì các bạn khán giả tại hiện trường sẽ vote cho team số 1. Và điểm số của họ cũng sẽ là điểm standard để đội thứ hai vượt qua. Dĩ nhiên vượt qua hay không là tùy thuộc vào khả năng của họ. Ok, và máy lên, máy lên. Em ơi, ai yêu mến Liên Quân 1, bên chọn bắt đầu. Yeah, let's go. Các bạn khán giả thân mến, thời gian bình chọn đã khép lại. Chúng tôi xin được nhắc nhẹ đó là điểm số này rất quan trọng, bởi vì liên quân nào chiến thắng trong buổi tối hôm nay thì tất cả các thành viên sẽ được cộng 50 điểm cá nhân. Cho nên điểm liên quân cũng là một cái điểm rất là đáng để các bạn phải tập trung, bởi vì biết đâu mọi sự chênh lệch nó chỉ cách nhau có 50 điểm đó mà thôi. Ok. Với phần thi vừa rồi thì mình tự đánh giá về đội mình như thế nào ạ? Nếu mà trên cái thang điểm 100 thì là nhóm em là được 99 điểm rồi đó. Đó. Tại sao thiếu một điểm vậy? Hả? Tại sao thiếu một điểm? Không, thiếu một điểm là tại vì tất cả mọi người ở đây là số 1 duy nhất trong lòng của mấy anh em ở đây rồi. Quá trời, cái gì nói cũng được. Trời ơi. Cái gì nói cũng được hết. Why? Vậy mà cũng nói được. Quá trời. Đỉnh thật sự. Mình khiêm tốn xíu, thí dụ nói một điểm vừa rồi đó là một điểm em nghĩ là xịt sơn không đều, thí dụ em tự trừ điểm đi. Một điểm là mỗi người là số 1 trong lòng em. Quá trời. Nè Kiếp, bạn vẫn châu mày, tôi không biết là bạn đang vui hay là không vừa lòng gì ai không à trong lúc này ạ? Dạ, nói chung là cũng vui. Dạ. Vui mà cái nét căng quá vậy. Đấy. Ok. Em làm tiếp đi để chiếm sóng mọi người. Dạ thật ra em cũng không biết nói gì thêm ạ. Không, trong những lúc này im lặng là vàng. Hải Đăng Đu. Dạ. Tay của em chấn thương rất là lo lắng cho em. Còn ghi nữa nè, ghi ngày nữa nè, 21 tháng 5 đây nè. Dạ. Nó còn ghi nữa, tội nghiệp lắm, mới chấn thương xong. Không biết là cái này nó có cản trở em lắm không? Em nghĩ là anh cảm nhận đúng, bởi vì Negip chắc là giận em đấy anh ạ. Tại vì vừa nãy có một cái pha là em với Negip hẹn nhau là đập tay nhau, mà lúc đấy cái gạc của em nó bị bung ra mất, cho nên là em không đập tay Negip, chắc là cậu ấy đang giận em. Anh để em giơ tay lên khoảng 5 giây luôn á. Tại sao em đập vô cái tay đau của người ta? Dạ tụi em có hẹn với nhau rồi. Vâng, em lỡ hẹn mà hẹn thì đập cái tay còn lại. Tại sao đập cái tay gãy của người ta? Em muốn tiêu diệt đồng đội ngay lúc này phải không? Khúc đó nó hay lắm. Không có hay lắm mà tại sao em làm? Dạ. Thôi xin lỗi nha. Ok, em còn ổn chứ? Em vẫn ổn, em vẫn ổn ạ. Thôi em tha lỗi, ok. Đó, đã vậy khổ sở ghê. Các bạn thân yêu, ngay bây giờ mời các anh trai hướng mắt về màn hình xem điểm số của Liên Quân 1 do 300 khán giả bình chọn vừa rồi. Xin mời. Wow. Ủa là một điểm số rất là cao phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã có một phần trình diễn rất ấn tượng. Và mời Liên Quân 1 chúng ta lùi xuống để theo dõi phần trình diễn của Liên Quân 2. Xin mời. Samsung AI TV và loa thanh Q Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Và có một điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một chương trình truyền hình thực tế âm nhạc sống còn có 100% ca khúc mới. Woo!
Ôi, đỉnh, đỉnh dã man luôn. Em chỉ biết há hốc mồm đó thôi. Chưa bao giờ thấy một chương trình nào mà chịu chi xong mà chịu chơi vậy luôn á. Quá là chuyên nghiệp, quá là tâm huyết. Mình cảm giác như mọi người đang all in y chang anh em tụi tôi vậy đó. Quá 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 trên cái sức tưởng tượng của mình. Và ngay bây giờ để các bạn hiểu chi tiết, chúng ta sẽ đến với một video clip về luật chơi. Tại Live Stage 1, 30 anh trai được chia đều vào 2 liên quân. Mỗi liên quân gồm 3 nhóm, có 2 lượt thi đấu. Lượt 1, đấu liên quân. Mỗi liên quân phải làm mới bài hát chủ đề của chương trình và thi đấu để giành điểm thưởng. Mình có thể cảm nhận được cái sức nóng. Bắt đầu có sự cạnh tranh rồi, và luật thi phải có sự cạnh tranh như vậy mới khiến cho chương trình trở nên hấp dẫn. Lượt 2, đấu nhóm. 6 bài hát mới được chia cho 6 nhóm để thi đấu và giành thứ hạng. Ban tổ chức công bố 6 bài hát demo cùng với số lượng thành viên trình diễn tương ứng trong mỗi bài. Lưu ý, nhóm được thành lập dựa trên việc lựa chọn bài hát của mỗi anh trai. Thực sự Lyric cảm thấy căng thẳng nha. Vừa phải tập bài nhóm riêng mà lại vừa phải thêm theme song và làm mới nó. Wow, rất là ấn tượng và rất là respect. Mọi người chuẩn bị rất là kỹ càng và đưa ra một cái đề bài rất là rõ ràng. Mình không hiểu. Mình không hiểu. Mình không hiểu. Anh Isaac là người hiểu hơn mình. Và mình phải hỏi anh Isaac xem là chương trình luật chơi như nào. Hôm nay Nanon đến đây với vai trò là ca sĩ khách mời. Dĩ nhiên bạn cũng mang đến một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Trong 6 demo đó, Nanon cũng sẽ chọn một demo mà bạn ấy yêu thích. Và bất cứ anh trai nào chọn giống với demo mà Nanon đã chọn sẽ tự nhiên được cộng thêm 50 điểm. Với điều kiện là nhóm nhạc đó được bình chọn trong top 3 sau phần trình diễn. Mình không tưởng tượng nổi tại sao mọi người có thể nghĩ ra những cái luật mà nó khốc liệt đến như thế. Và bây giờ là phần công bố 6 demo. Chúng ta hãy lắng nghe demo đầu tiên là bài Hút có vũ đạo. Cần em ghé đôi môi gần để suy nghĩ biết thêm thời gian khi nhân duyên ra trời đó. Baby các em vũ tâm ca linh hồn sẽ cho hai đứa thêm gần nhau. Mà con biết đầu tiên lên là mình đã nhún nhảy được rồi. Đã. Chỉ một từ thôi. Đã. Tâm ca linh hồn là sẽ cho hai đứa thêm gần nhau. Chúng tôi rất cần một ổ bánh mì 6 muối ạ. Nê gíp. Thở dài 3 lần. Tại vì sao? Hùng là một người không biết về vũ đạo quá nhiều. Mày em đã chứ. Có 6 bài mà đúng không? Thế là phải nghe hết 6 bài mới chọn. 6 bài mới chọn chứ. Đúng rồi. Dạ. Khi các bạn nghe các bài demo, đây còn là một cái phần thử thách để các anh trai có thể tự đánh giá được bản thân mình, có thể phát huy được khả năng của mình trong dòng nhạc nào. Đó cũng là một trong những cái tiêu chí của một ngôi sao đa nhiệm. Và dĩ nhiên đó chỉ là cái demo. Phần làm mới là của các bạn. Và bài thứ hai với tựa đề No Far No Star. Trên con đường xa, thì không nhanh bằng ai nhưng đi xa hơn. Khi mà mình nghe thì mình muốn tưởng tượng ra thử là diễn bài đó như thế nào. Cái thứ hai là mình có thể làm gì cho cái bài hát này, mình có thể add on thêm điều gì. Cái đó là cái bệnh của những người biết viết nhạc, hay là đặc biệt là rapper, rồi rất là thích viết và hát cái phần của mình. Em nghĩ bài này sẽ bị gấp rất là nhiều đấy. Bắt đầu khó lựa chọn hơn rồi phải không? Wow. Đi vào thứ ba mang tên là 10 trên 10. Chúng ta cùng nghe. Thank you. Oh.
giờ đi thì cũng chẳng dậy khờ. Baby can't you stay in love. Ôi thế mình ghê hay quá. Ồ. Mình phân vân hai bài đó là bài Hút và bài 10 trên 10. Ai sẽ có một sự yêu thích đặc biệt cái bài 10 trên 10 tại vì cái tên của nó tâm linh thôi, có nghĩa là 10 trên 10 là 10 điểm đó. Ali mê lắm, thấy Ali nhảy quá nhảy. Dạ em thích cái đoạn mà nó Pháp Kiều mê không em? Em mê cái đoạn bạn nữ nhảy á. Nếu mà em chọn bài này em nhảy y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn phải không? Ok. Quang Trung muốn phát biểu gì? Em nghĩ là nếu mấy bạn phân công nhảy vậy rồi thì em phân công em làm cái ghế cho. Em thấy chắc là em làm được chuyện đó. Ở đây em có cái ghế nha. Ở đây là phải nhảy. Tiếp theo sẽ là một demo có cảm xúc hoàn toàn khác. Xin mây mang mưa đi đến bên nỗi đau ngày dài. Nghe thì cái demo đấy thì Thú Thực Phúc cũng rất là thích. À ok, cái bài này là vừa đất có hát này, vừa đất nhảy cũng có. Mà nhảy cũng không cần quá nhiều. À và nó lại còn một cái nhóm 3 người nữa. Nhóm 3 người cũng khá là ít thành viên thì maybe là cũng bớt cãi nhau. Đỡ cãi nhau. À, có vẻ Đức Phúc mê bài này nhờ. Thấy em không chớp mắt luôn ấy. Đấy là chiến thuật. Em phải tỏ ra em thích để mọi người nghĩ là em sẽ chọn bài đấy. Và bây giờ chúng ta cùng đến với demo không có vũ đạo. Sóng vỗ vỡ bờ. Em ơi nghe lời gió hát đến nay. Đừng vội gió trên cho cây. Ngày hôm nay được trăng mai tình duyên em như ngang trái gió đau đời em hãy yên lòng nắng mới sẽ lên đến bên người lắng lo người mãi âm mềm vai này á hợp với Tú lại mất ra đi á Hùng á kiểu luyến luyến á. Chúng ta sẽ đến với demo cuối cùng. Don't care. Chết rồi, bây giờ mình phải chọn bài nào đây, tại vì bài nào cũng hay. Demo thứ 6 rồi đó mọi người. Nghe hoài luôn nha, nhưng tới mọi người vẫn chưa chọn được. Rất 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 là áp lực. แต่พอได้ฟังรู้สึกว่าเอ้ยก็สุดว้าวแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มีความเรียกว่าอะไรใกล้เคียงกับสิ่งที่เทรนด์บ้านเราประมาณนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็รีเลทได้ง่ายอะไรเงี้ยด้วยบีทด้วยจังหวะด้วยดนตรีอะไรหลายๆอย่างบายดีกูกว่าอ่ะโอเคท้ายบายนี้เหมาะกับไอแซคเนี่ยบายนั้นเหมาะกับไอแซคเลยดิ đúng vậy anh hãy chọn bài này đi em nghĩ sao về bài vừa rồi. Em thì em cảm nhận đây là một trong những bài rất hợp với nhóm. Đúng không mọi người? Đúng rồi. Rất hợp với nhóm. Mình có thể tưởng tượng ra được luôn là từng thành viên sẽ vào center và làm đúng cái phần của mình như thế nào. Và nó có cả đoạn drop, nó có cái đường khúc rất là phù hợp với tất cả mọi người sing along cùng nhóm. Thì theo kinh nghiệm của em, một người đã hát nhóm rất lâu cho hay. Tôi nhận thấy là qua những demo vừa rồi thì Atus của chúng ta có vẻ hơi hoang mang nhẹ. Tôi chưa thấy bạn nở nụ cười với một bài hát nào cả. Em sợ mọi người nhìn thấy em thích bài nào anh ạ. Chiến thuật, chiến thuật. Anh không nghĩ là em dám nói vậy luôn á. Không bình thường mà, tại vì em nghĩ rằng tới đây thì ai cũng có chiến lược riêng cho mình. Ok. Em cũng vậy. Mong muốn em là nhóm trưởng. Mong muốn em là nhóm trưởng. Em vẫn còn mong muốn đó. Em vẫn luôn mong muốn em phải là nhóm trưởng anh ạ. Cố gắng lên em ạ. Dạ. Anh thấy Hiếu thứ hai có vẻ cũng không khá hơn anh Tú là mấy. Em đang nghĩ là mình có thể làm gì để add on thêm cho mấy cái bài này. Tại vì nó cũng đang drop thôi nên là... Có nghĩa là em đang process luôn rồi phải không? Dạ, ý là em đang coi là cái bài nào có nhiều cái tiềm năng nhất thôi. Ok. Và vừa rồi là 6 bản demo của Live Stage 1. Xin các bạn dành